Em là Amy Tech đến từ Atlanta, Georgia. Thì hôm nay em sẽ nói về làm sao để giảm vẩy nến trong nhất là trong mùa đông này. Và hôm nay special guest của em thì hơi rất là distracted. Nhưng mà đây là người special guest của em ngày hôm nay. Thì thực sự có rất là nhiều anh chị trong cái khoảng thời gian vừa qua có hỏi em là về những người mà khô da hoặc là vẩy nến. Và em có một cái câu chuyện cũng rất là hay để mà có thể chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay. Thì đây là Alex. Alex say hi. Say hi. Alex not a very happy guest ngày hôm nay. Nhưng mà Alex có cách đây 1 năm rưỡi, gần 2 năm, thì gia đình em có một có một vấn đề là bé Alex ngủ dậy một ngày thì từ mặt bị như thế này nè các anh chị. Alex, what's that? Who's that? Ai vậy? Ai? That's That's psoriasis? But yes. who is it? Ai vậy? Me. That's you? Yes. That's me too. Yes. So, đây các anh chị That's thấy ha, psoriasis là 1 năm về trước là right Alex bị rất là here. nặng. That's psoriasis right here. Và có rất là nhiều người họ nhìn và họ không hiểu gì, là họ không hiểu tại sao ha. Và các anh chị có thể thấy Alex cả ngày hôm nay chỉ có vài ba đốt nhỏ thôi. Thì có những cái đó mà mình dùng nó rất là đơn giản ở nhà các anh chị. Bản thân của tụi em đó thì tụi em tắm cho Alex bằng Liquid Body Lufra. Nhưng mà trước đó, quan trước nhất đó là khi khi đó thì hai vợ chồng em không biết làm gì thì mới dẫn con đi bác sĩ. Thực sự là mình có những cái sản phẩm rất là tốt nhưng mà mình rất là sợ, tại vì cái này là nó liên quan tới cái sức khỏe. Thì khi mà em dùng cho dẫn đi bác sĩ đó là 1 năm các anh chị, 1 năm trời dùng rất là nhiều thuốc bác sĩ và dùng tanning bed, steroid, cream, thuốc uống và thuốc xoa ở ngoài đều không có work. Thì mình rất là đau lòng, tại vì em thì thật sự là em chỉ có 2 đứa con, một đứa con gái và một thằng con trai. Đây là con trai duy nhất của em cho nên rất là lo. Thì sau đó thì bác sĩ có đưa một cái prescription là 1.200 đồng, một cái thuốc rất là nhỏ. Để và khi đó thì em có hỏi là vậy thì mình sẽ guarantee là bao lâu, thì bác sĩ nói là thật sự là không có guarantee, tại vì cái đó là một cái prescription thôi, nếu mà không work á, thì trở lại rồi bác sĩ sẽ cho một cái loại thuốc khác. Thì em mới nói với ông xã em nói thì không, công ty Nu Skin của mình có rất là nhiều sản phẩm tốt, vậy tại sao mình không dùng thử cho con. Thì lúc đó thì em có hỏi rất là nhiều anh chị trong đội nhóm và rất là nhiều anh chị mà có bằng về bác sĩ, bằng về dược sĩ, thì họ có nói với em là những sản phẩm này mình có thể dùng được. Thì từ đó em dùng cho Alex á, là em tắm cho con bằng Liquid Body Lufra và Liquid Body Bar. Thì em bỏ một pump vào cái, khi mà mình bỏ như vậy đó thì mình lại xoa lên người, mình xoa lên người của con. Thì This is the Guest speaker can say bye now. Say bye. Bye. Okay. Exit. Thank you. Sorry các anh chị. Em muốn đem Alex lên để mà anh chị có thể thấy được là đây là một cái bằng chứng thật. Nhưng mà em có nói là guest speaker của em thì rất 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 là distracting. Okay. So khi mà em cho bé tắm bằng 2 chai này đó, thứ nhất á, là cái liquid body Lufra nó được tẩy được những cái da chết ở ở bên ngoài trên cái da của mình. Và cái liquid body bar đó thì nó có một cái moisturizer, thì cái moisturizer đó nó làm cho cái da của mình nó rất là mịn. Và khi mà nó mịn như vậy đó thì nó về phần thứ hai đó là nó sẽ thẩm thấu được lâu hơn. Và khi mà nó thẩm thấu lâu đó là mùa đông mình, nhất là cái psoriasis, cái mùa đông đó là cái da của mình nó đã khô, và những cái vảy nến như vậy đó nó rất 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 là khô và nó làm cho rất là tệ. Thì cái này nó sẽ giữ được cho cái độ ẩm ở trong da của mình. Và sau đó đó thì em làm một cái mixture này đó là em suy nghĩ và nghĩ là những cái này là những cái rất là tốt, cho nên là nếu mà mình mix lại với nhau á thì mình sẽ apply rất là good. Thì các anh chị có rất là nhiều anh chị biết về cái này, nhất là anh chị làm trong ngành nail đó, là cái baobab butter. Baobab butter có thể giữ được độ thẩm trong vòng yes, anh chị nào mà bị khô nứt da trong ngành nail dùng cũng sẽ hết
cũng sẽ rất là tốt. Thì khi mà em lấy cái bào bát border ha, anh chị mở, và anh chị nhớ nhá, khi mà anh chị mở cái bào bát border đó, giữ lại cái này, tại vì cái này đó là cái mà nó giữ được cái độ thẩm. Thì khi đó đó, khi mà mình lấy ra một chút xíu thôi anh chị, mình có thể bỏ vào có thể bỏ vào một cái ly nhỏ, hoặc là giống như nhà em á, thì em rất là thích recycle, cho nên á là có cái này là cái hộp Nice Supply mà em dùng mà hết xong hết á, thì em bỏ vào, anh chị thấy cái mixture ha, thì em bỏ vào trong này một chút xíu của cái bào bát butter, xong rồi em bỏ chừng hai lóng tay của cái soy solution bỏ vào đây, và sau đó thì em bỏ vào lavender. Chỉ cần 2 giọt lavender thôi các anh chị, 2 giọt lavender, 2 giọt tea tree, cái này là tea tree oil, mình không biết mình có đọc được không ha, nó màu xanh, yes, tea tree oil. Tea tree oil là một trong những cái essential oil mà rất rất là tốt cho da, và có những người trong độ nhóm đó là có dùng để cho acne, nhưng mà rất là tốt cho da. Và bên cạnh đó đó, nếu như anh chị có thể có được đó, thì nên có rose. Yes. Can I play? Yes. Scarlet Extracting? Yeah. Okay. Close the door. Again. Guest speaker. Một lần không dám chào lần thứ hai. Nhưng đây là cái rose ha. Khi mà cái rose này đó, anh chị bỏ 2 giọt. Mỗi thứ anh chị bỏ vào 2 giọt, và sau đó đó là em bỏ vào cái enhancer. Cái enhancer này thì rất là nhiều anh chị cũng again ở trong ngành nail rất là biết nhiều về trong cái enhancer. Cái enhancer này là một cái mà nhà em không thể nào mà thiếu. Thứ nhất là nó rất là tốt cho bé Addy của em là làm gymnastic mà hay bị nứt tay đó. Cái tay của bé hay bị rip mà chảy máu đó, thì dùng cái này và em bỏ vào, và sau đó là em mix lại và mình mix lại với nhau. Anh chị thấy được cái này ha. Thì em dùng một cái này đó là buổi sáng sau khi mà mình tắm cho bé đó, mình bỏ lên hết. Và Alex là nó bị từ trên da đầu luôn nha các anh chị, từ da đầu xuống dưới lòng bàn chân cũng bị, và lòng bàn tay đều bị hết. Và khi đó đó thì em bỏ lên trên cho bé, và mỗi buổi tối mình cũng bỏ lên nữa. Và các anh chị cũng đã thấy Alex ngồi đây, thế là đây là một cái bằng chứng rất là thật, là và em cũng có đem Alex đi rất là nhiều lần. Và chỉ có trong vòng 2 tuần thôi các anh chị, là mình đã thấy được là 50% đỡ hơn. Tấm hình này đó là sau 2 tháng. Sau 2 tháng đó là nó, lúc đó là em bắt đầu dùng những sản phẩm này là hồi tháng 11 năm 2015. Và tới tháng 2 năm 2016 đó là Alex đã đỡ ra nhiều rồi. Và đó, và khi đó, nhưng mà khi mà đỡ đó các anh chị, thì em lại chỉ có tắm cho bé thôi chứ không có làm cái này lên nữa. Và cái da của mình, người bình thường thôi, da của mình cũng phải dùng lotion, đúng không? Mà khi cái da của bé nó đã khô như vậy rồi mà mình không dùng đó, thì nó không có tốt. Thì sau đó đó là nó lại bị nổi lên lại. Khi đó thì em mới thấy được đó, là đằng nào mình cũng phải bỏ lotion. Thì mình lại bỏ cái mixture này. Và sau đó là mỗi ngày em đều bỏ cái này cho bé 2 lần. Thì cũng giống như anh chị nghĩ, mình sáng mình ngủ dậy mình tắm, mình bỏ lotion. Và tối mình trước khi đi ngủ mình bỏ lotion, thì thay vì mình bỏ lotion bình thường đó, thì em lại bỏ lotion này cho bé. Và rất là nhiều anh chị, thời gian vừa qua em có nói là thay vì mình dùng những cái sản phẩm lotion ở ngoài, thì mình dùng những cái sản phẩm này. Và nó có thể giúp được cho da, những người mà bị eczema, những người bị khô da thôi, là chừng 1-2 ngày thôi là mình đã thấy được cái difference rồi. Con em đó là 2 tuần là thấy được cái difference. Nhưng mà Alex có một cái nữa đó các anh chị, là cái gut psoriasis. Khi mà em làm research và bác sĩ nói với em đó, là cái này là cái mà Alex sẽ sống cả đời như vậy, chứ không có thể nào mà nó đỡ hơn được. Và những người màu mà đỡ hơn đó, chỉ nó chỉ đỡ hơn một phần nào nhỏ thôi. Và em có đọc được đó là có rất là nhiều người họ bị cái gut psoriasis này đó, là chỉ có 10% người bị psoriasis bị thôi. Và có người là họ sống 15 năm. Thì em có một người bạn message em, she bị từ 5 tuổi và bây giờ 52 tuổi vẫn còn bị. Cho nên á, là dòng sản phẩm này là một cái sản phẩm rất là tốt. Một cái loại psoriasis mà phải nói là rất là khó để mà có thể giúp được, và đã giúp được cho con em. Trong phòng tắm của mình lúc nào cũng có những cái sản phẩm này các anh chị nhé. Tất cả những cái sản phẩm này đây.
Okay. Thì tắm bằng liquid body loofah và liquid body bar, mỗi bên mình bỏ một giọt ha, một giọt thôi. Nó sẽ không có nhiều đâu các anh chị, một giọt thôi, và anh chị chà hết cả người của mình. Ok, chà hết cho nó sạch. Ok. Và sau khi mà anh chị tắm ra đó, mình đừng có làm khô hẳn, mình đừng có lau khô hẳn, mình lau nó, mình đáp nó thôi để cho nó vẫn còn ướt ướt. Và mình làm một cái mixture, nếu như mà tốt đó, có nhiều người thì họ họ lại làm, mỗi lần họ làm là một chút xíu và họ dùng lên người của họ thôi. Còn nhà em đó thì cả hai đứa con em đều bị khô da, nhưng mà chỉ có Alex là bị nặng hơn. Cho nên đó là em làm ra thành một cái hũ như vậy. Thì mình lấy lại cái hũ mà mình dùng, cái này thì của em là Night Supply, giống như là em có nói đó. Thì và cái sản phẩm Night Supply này là một cái sản phẩm mà ông xã em rất rất là thích, đàn ông cũng rất là thích. Thì mình mix lại với nhau ha, bào bát butter, bào bát butter, ok, chừng một scoop, chừng hai cái tablespoon đó bỏ vào đây, ok. Em bỏ hai lóng tay của Soul Solution, ok, và hai giọt lavender, hai giọt tea tree oil, hai giọt rose. Cho nên á anh chị, ba chai này xài rất 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 ư là lâu. Em nghĩ là em có cái chai này cũng được gần một năm rồi. Ok. Hai lóng tay của enhancer bỏ vào đây. Ok. Và mình mix lại với nhau. Mình mix lên ha, mình lấy một cái muỗng đó, cái đĩa đó, mình mix nó lên. Và mình dùng mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Mình bỏ nó lên giống như là lotion đó các anh chị. Nhưng mà đặc biệt đó, lotion thì mình hay trét nó ra, nhưng cái này thì mình không có trét, mình chỉ có chấm 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 và bắt đầu mình xoa nó lên cả cái người của mình ha. Có câu hỏi là nó có hiệu quả cho, yes, nó có, rất là có hiệu quả cho eczema. Eczema, psoriasis hoặc là chỉ có dry skin thôi. Cho nên á, những sản phẩm này nó đã giúp được cho con em rất là nhiều. Trước kia đó, trước kia là bé đi học là có người, có ngay cả có những đứa bé đó, nó nói là con của em Alex á, là bị là một con monster, nó rất là ghê, rất là kinh khủng, ngay cả dưới nách nè, dưới ngăn cổ nè, rất là nhiều chỗ, nguyên cái bản lưng của bé là đều bị hết và rất là kinh khủng. Có rất là nhiều anh chị cũng đã có gặp con em cách đây một năm và cũng đã thấy được là nó tệ tới như thế nào, và vòng trong cái thời gian vừa qua là rất là đỡ hơn nhiều, và nhà em một năm rưỡi nay đó là không cần đi bác sĩ nữa, và cũng không có một cái problem gì về da hay là về những cái ngứa cũng không còn bị ngứa nữa. Và em rất là mừng. Cho nên anh chị nhớ nhé. Và những cái sản phẩm này thật sự là em dùng, mỗi lần em mua như vậy là em dùng rất là lâu. Nhất là ba cái chai này, ba cái này nè. Mình chỉ cần hai giọt thôi, hai giọt vào trong này ha. Ok. Chị, nó cũng có kết quả cho eczema của con của chị Trinh. Nhưng mà em rất là hốt là các anh chị có được một chút xíu về thông tin về để mà có thể giúp được cho bản thân của mình hoặc là gia đình của mình. Và rất là nhiều em bé ngay bây giờ bị eczema, và những anh chị nào mà trong ngành nail đó, rất là nhiều người khách của mình mùa đông này, những cái heat là những cái da mà mùa lạnh ở ngoài rồi cộng với cái heat đó, thì da của họ rất rất là khô, thì sẽ giúp được rất là nhiều. So em chúc các anh chị một ngày tốt đẹp và có một làn da rất là đẹp. Loại này dùng cho trẻ từ mấy tuổi trở lên? Dạ, loại này đó thì em, công ty thì mình họ không có nói là dùng mấy tuổi trở lên ha. Con em đó là bé là bây giờ là 6 tuổi, là năm ngoái là 5 tuổi là em đã dùng. Nhưng mà thật sự đó là em đã dùng bào bát cho bé từ trước rồi, chỉ có bào bát thôi. Nhưng mà em có một người bạn là có con là 13 tháng và cũng có hỏi em, và cũng đã dùng những cái sản phẩm này và cũng work cho bé. Cho nên nó là trẻ em từ mấy tuổi trở lên dùng đều có thể được. Dạ. Chị Trinh có câu hỏi là trường hợp làm nail bị thì xài có được không?
Để trả lời câu hỏi của chị Trinh thì trường hợp trong làm trong ngành nail mà bị khô da đó thì yes và có thể là dùng được, là vì em có để ý thấy đó là khi mà em bỏ cái này vào cho hai đứa con của em thì con nít mà nó hay chơi, rồi con em thì homeschool cho nên là tụi em làm rất là nhiều cái project cho bé trong ngày đó, thì khi mà làm xong thì em đều nói nó rửa tay, và khi rửa tay thì em cũng thấy nó đều rất cũng rất là mịn, cũng còn mịn sau khi rửa tay mà tay vẫn còn mịn là vì có cái bào bath butter trong đó, và bào bath butter đó là giữ được độ thẩm trên da up to 12 tiếng. Cho nên yes chị Trinh, nếu mà làm trong ngành nail đó, làm trong ngành nail là một cái mà em nghĩ là anh chị cần cái này còn hơn là những người bị về da nữa. Là tại sao? Tại trong ngành nail là mình in touch với lại rất là nhiều chemical, và khi mà mình in touch với chemical đó thì cái xác suất mà mình bị khô da đó nó càng cao hơn nữa, thì anh chị nên mix lại một cái như vậy để mà bỏ lên trên người của mình mỗi ngày, twice a day, hai lần một ngày ha. Thì em không biết là cái đó có thể giúp được cho chị Trinh không, nhưng mà yes so mỗi ngày gia đình em đều bỏ cái này vào hai lần một ngày và nó đều giúp được cho cả hai đứa con của em. Một đứa thì bị eczema nó cũng nhẹ thôi nhưng không nặng lắm, và một đứa thì bị psoriasis mà anh chị khó thấy. Thì again, em hốt là ngày hôm nay đã giúp được các anh chị, và anh chị ở trong ngành nail thì nên có những cái dòng sản phẩm này ở ngay trong tiệm của mình để mà giúp được cho khách của mình nhiều hơn. Ok, bye các anh chị.